For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Quang Tèo hẹn hò kiếp sau với người tình màn ảnh. Dù rất yêu mến và nể phục người tình màn ảnh Phan Kim Oanh, nhưng Quang Tèo cho biết đành hẹn kiếp sau. Mối quan hệ giữa hoa hậu Phan Kim Oanh và nghệ sĩ ưu tú Quang Tèo luôn nhận được sự chú ý của truyền thông và khán giả. Bởi trong series phim Đại gia chân đất hay các tiểu phẩm hài, Phan Kim Oanh luôn đóng cặp với Quang Tèo. Ngay cả các sự kiện của giới nghệ sĩ cũng thấy cặp đôi luôn đồng hành. Từ mối quan hệ làm việc chung nên cả hai từng có thời điểm bị nhiều người nghi ngờ về mối quan hệ trên tình đồng nghiệp. Ngoài ra, khi Hoa hậu Phan Kim Oanh tổ chức các cuộc thi Mr. Grand Việt Nam 2023, Mr. Earth Việt Nam 2024, cô luôn mời nghệ sĩ Quang Tèo vào vị trí ghế nóng cuộc thi. Mới đây, hai người đã có những màn tương tác trên mạng xã hội khá bất ngờ. Khi Quang Tèo chia sẻ bức ảnh chụp chung với đông đảo khán giả trong một đêm diễn, Phan Kim Oanh đã để lại dòng bình luận: "Em ở đâu?" Ngay lập tức, Quang Tèo trả lời: "Em ở trong tim." Chia sẻ với chúng tôi, nghệ sĩ Quang Tèo cho biết đó chỉ là tình cảm anh em đồng nghiệp, không có chuyện thả thính trên trang cá nhân như nhiều người vẫn đồn đoán. "Tôi và Oanh làm việc với nhau từ rất lâu, chúng tôi kết hợp ăn ý trong công việc đóng vợ chồng. Vì làm việc cùng nhau thường xuyên nên chúng tôi khá thân thiết và cởi mở để có thể vào vai một cách tự nhiên nhất. Tôi biết Oanh từ khi chưa đăng quang, mỗi giai đoạn, cột mốc trong cuộc đời cô ấy tôi đều chứng kiến và rất nể phục. Tôi rất yêu mến Oanh nhưng có lẽ phải hẹn kiếp sau. Kiếp này, chúng tôi sẽ mãi là anh em đồng nghiệp thân thiết." Về phía Hoa hậu Phan Kim Oanh, cô cũng trao đổi rất rõ: "Tôi không phải là người sẽ thân thiết với ai đó một cách nhanh chóng hay dễ dàng. Hơn nữa, tôi cũng rất nghiêm túc trong công việc và cuộc sống. Khi ra đoàn quay, tôi từng ghét anh Quang Tèo lắm. Lần đầu tiên được đạo diễn Bình Trọng mời đóng vai vợ của anh Quang Tèo, tôi khá lo lắng bởi đây là người bạn diễn mà mình chưa hề thân thiết. Ra đến bối cảnh, trong lúc đến lượt cảnh quay, tôi đang nghiêm túc học toại thì anh Quang Tèo lại ngồi trêu khiến cho tôi rất bực mình. Tôi còn nghĩ trong đầu rằng có thân thiết đến đâu sao trêu chọc mình hoài. Tuy nhiên khi tôi yêu cầu nghiêm túc để tập cùng nhau trước khi diễn, bỗng anh Quang Tèo bẽn lẽn nói anh muốn làm em bớt căng thẳng, ai ngờ khiến em lại tăng sông." Từ hành động chân thành đó mà Kim Oanh và Quang Tèo bắt đầu thân thiết với nhau hơn, được khán giả yêu thương ủng hộ nên chúng tôi có nhiều cơ hội làm việc với nhau. "Tôi thấy anh Quang Tèo rất thân thiện, dễ gần, nhiệt tình trong công việc. Cuộc sống đời thường, anh em chúng tôi như ruột thịt," Phan Kim Oanh chia sẻ. Nàng hậu cũng tiết lộ sắp có dự án phim cùng Quang Tèo và khán giả sẽ phải rất bất ngờ. Những thông tin này cũng đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Quý vị đừng quên like, share và subscribe kênh News 247 để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Còn bây giờ, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo trên kênh News 247.